Ok, lời đầu tiên xin chào tất cả các anh rủ đam mê câu cá. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em là chín con máy. Chín con máy này là chín con máy nồi đồng có đá. Trong đó có một số con đề cao tí. Để em vô cụ thể từng máy cho anh em xem. À, em bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. À, hàng thì cộng ship nha anh em không có bao ship được. Rồi. Đây. Lên con thứ nhất cho mọi người nha. Đây con Shimano GT3000. Con này xây chuẩn là xây đây cước 7 với được 120 m, cước 6 được 140 m. Con này xây chuẩn là xây 5000 6000 nha mọi người. Đây bị muối ăn ở chân đây tí, phần nồi thì rất là ok, mọi thứ ok hết. Cốp là cốp trợ lực. Đây thông số đây, cước 4 được 200 m, cước 5 được 170 m. Cốp là cốp bự. Đây, nồi đây. Đây, này muối đi. Nói chung là máy này em chưa vệ sinh. Anh em nào về chịu khó vệ sinh giúp em. Đây. À. Mô bên kia ok. Là trọng này. Là trọng chân chu nha. Con này xe tầm 5.000 6.000 nha, Shimano. Bị muối ăn phước này tí. Đây hàng quán là hàng nội đi Nhật. Đây bị muối ăn tí. Và trọng ok. Đó, tay quay gấp lại bình thường nha anh em. Đó, tay quay gấp lại nè. Đó. Đó. Ok. Đó, ngoại hình đây. Giá em công khai luôn nha mọi người. Giá này em công khai cho mọi người luôn là 450k. Đó, thứ nhất. Máy số nhất 450k nha. Anh em về lấy nhám đánh sơ cái này tí là sơn lại, không thôi để nguyên zin gì đi. Câu ok, không sợ không bị gì đâu. Đó, máy nhất 450k. Rồi, tiếp theo là con số 2. Con máy số 2 là con Ryobi. Con này hàng nội đi Nhật. Đây, tem đây. Một bên đồng, một bên sống nha. Đấy, cứ ok. Đây, con lăng này là con lăng bằng sứ, lăng hạn chế ăn mòn nha anh em. Ngoại hình khá là ok. Con này có xây tương đương với xây 10.000, cứ 8 như được 220 m. Dòng này hoạt động ok à. Mực chân châu. Hôm là bữa bên sống nha mọi người. Thấy cước là ok rồi. Nè, nó bị gích chút. Đó, một hồi em sẽ châm dầu vô. Trong đây, nó khô nhất. Đó. Hoạt động chân châu nha. Đó, hoạt động chân châu. Đó. Giá công khai luôn mọi người. Con này là 500k. Xe này là tương đương với là xe 10.000 nha. 9.000, 10.000. Giá 500k. À, tiếp theo là con máy số 3. Đó. Đây. Con máy này là máy số 3. Đây. Muối ăn chút. Đó. Con này con Daiwa Hà Nội đi Nhật. Daiwa ST5000 1500B. Đó, ngoại hình xuất sắc, xây tương đương con này tầm 6.000 7.000. Cước 6 với được 170 m, cước 7 được 140 m, xe này 6.000. 6.000 nha mọi người, đó, 6.000. Con lăn ok. Lăn đây. Ngoại hình khá là ok. Hoạt động thì chân chu rồi, nếu con này hoạt động, bao hoạt động. Máy cước ok. Hoạt động thì ok. Bên ngược của tới ok nè, đó.
mua bên sóng nha. Đó, giá công khai vẫn là 450k. Đó, Max số 3 450k. Tiếp theo là một con máy còn rất là mới, máy số 4. Con máy này khá là êm đây. Đó, đây, một con Daiwa. Ngoài con này em đảm bảo với anh em là còn khoảng 95% ăn lên. Đây, carbon line. Đây, đây qua carbon line đây, họa tiết nó đây. Đó. GS đây, đóng bụi thôi. Đó. Trôi kỹ luôn á. Còn lăn đây, ok nha. Đó. Lăn quẳng lăn, bị sóng. Đầy đủ. Hàng carbon, hàng đây nó để là carbon thì em báo anh em là carbon nha. Đó, đây qua GS 2000 chạy bằng batterin. Xây tương đương với lại là xây 6000, 7000. Rất rộng, ok. Nghe tiếng rất là đã nha. Đó, con này chuyên cho anh em nào đánh biển nè, đánh cha. Anh em tay bự có thể đánh lục luôn. Vì máy hoạt động rất là êm, mượt nhẹ. Đó, dây rất là tốt nha anh em, dây còn rất là mới. Giá công khai luôn. Đó. Giá công khai luôn nha mọi người, 650k, hàng loại đi Nhật nha, ngoại hình khoảng 95%. Đó, 650k. Đây cũng ok. Vật tới ok, tới lui ok. Máy số 3, máy số 4 giá 650k. Rồi, tiếp theo là con máy số 5. Tiếp theo em lên cho mọi người là một con máy Olympus MG4000 nha, nhông bằng hợp kim manhê, rất là bền. Đó, tem thì tem đỏ, chạy và chạy ba mặt rạng. Máy có ba chế độ đọc phá âm nha mọi người. Máy có phá âm, anh em nào không thích tiếng gè gè thì có thể phá lại. Đó, tay quay thì tay quay chạm khắc hoa văn đây. Đây bị xước đây tí, đây là dính cái này là keo nha mọi người. Đó. Rồi kể cho mọi người luôn, núm là núm gỗ, hàng là nội địa Nhật, còn nguyên tem, nồi nó đây. Nói chung thì con này vẫn xuất sắc. Không, đây thông số cước, cước 6 được 265m, con này tầm 7000-8000. Đó, đây, mua bên trên đây. Con lăn thì con lăn bằng sứ, hạn chế ăn mòn. Mô bin là mô bin sống, cốt là cốt trợ lực, cốt to, bự, khỏe. Đó. Đây, vô khớp này đây. Đó. Gạt động thì bao mượt. Nghe không? Quay nhẹ thôi cũng quay quá chịu. Nó nhẹ thôi cũng quay quá chìm. Đó. Nè, kêu nhẹ nè, đó. Thấy không? Này pha âm. Quá im quá mực nha. Đó, quay ngược đây. Đó. Giá công khai luôn nha mọi người. Con này là 800k. 800k cộng ship. Đó, có pha âm nha. Đó. Máy này thì em bao đánh biển, bao cảo luôn, câu cha cũng bao. Con này tảo tầm 15kg, nhấc bổng. Đó. Rất là nhẹ. Đó. Máy số 5, 800k, cộng xếp. Máy số 6, một con Daiwa ST7000. Con này là con có nông nha mọi người. Đây, có động nồi. Anh em không động nồi nên nó có nó quăng nông. Thường những máy này có nó rất là sâu, nhưng mà có này nó đã có lỡ rồi, xem như là một loại có lỡ, nó nông hơn những máy khác. Đúng không? Bộ bên ok, xây tương đương với tầm 7000, độn cái này lên đó, thì máy nó nông hơn nữa. Đây, độn lên nông hơn nữa. Và cộng ok. Không còn nhiều phải bàn. Mô bin là mô bin sống. Con lăn thì lăn chống với cước. Đó. Đây là ok nè, nó. Người tới ok nè, nó.
Đó, máy đặc biệt hỗ trợ hai nồi nha mọi người. Đó, hai nồi, giá công khai luôn, con này 750k nha, mua bên sống 750k, máy hai nồi. Đó, máy số 6 750k. Tiếp theo là ba máy cuối cùng, con máy số 7, con dòng Olympus, dòng này siêu hiếm luôn, cực kỳ hiếm. Đây, dòng tôi là 1.3.9. Một dòng máy này là anh em nói là máy Olympus có lùng đây. Cước 10 như được 200m, xây chuẩn 10.000. Mô bên là mô bên sóng, mô bên dẫn ốc, cốt là cốt trợ lực. Đó. Con lăn lăn nằm bằng sứ, hạn chế ăn mòn. Thấy không? Con này body rất là nhỏ gọn luôn. Thấy không? Siêu nhỏ gọn. Con này là con Olympus Super 93. Dòng này chia như tay trái nha mọi người. Dòng này nội đi Nhật đây. Trên tem đây. Vật động đây, ha, vật động bơm, bao. Cực kỳ êm. Dòng này dòng cổ cục, nó quay nó chụp cá rất là khỏe nha mọi người. Đó. Vật động rất là mềm mượt. Nút sau này nút châm dầu, hạn chế cho anh em tháo máy ra đụng với bộ phận nhông của nó, anh em cứ châm dầu thẳng vô đây là xuống nhông đây thôi. Giá này vẫn công khai luôn nha mọi người, 750k, dòng Olympus, máy tay trái, xây 10.000. Tiếp theo là con máy số 8, đây một con máy R-Gen 4.000. Không, máy hỗ trợ ABS. Con này xây chuẩn là xây 6.000. Đó. Máy hỗ trợ ABS. Đây. Nút dặn côn, bô pin sống. Con lăn bằng đồng. Lăn 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 nha mọi người. Đó. Test cụ thể cho mọi người xem luôn. Đây đây qua. Hàng này là hàng Thái Lan xuất Nhật. Đó. Hoạt động là nó rất là mượt. Những dòng hỗ trợ ABS này rất là ok. Anh em nào có câu quá thì khỏi các bạn dòng G-Gen này nữa. Bên sóng. Đây, đây qua G-Gen Z. Đó, quá êm. Đá ra dừng, đá ra dừng. Những hàng G-Gen này á, xây nó rất nhỏ nhưng hoạt động rất là mượt. Anh em có thể về đấy lấy đi câu cha, câu ngát, câu biển cũng được. Anh em nào đánh lục cũng ok. Dạng này hàng đánh lục cũng bao mượt, bao ok. Giá này giá công khai luôn nha mọi người, 1 triệu cộng ship. Một dòng đây qua G-Gen giá 1 triệu cộng ship. Dòng này đánh lục là bao, rất tiệm. Tiếp theo là một con máy đời rất là sâu. Đây, một con Shimano Beamaster 8.000, xây chuẩn 8.000. Đó. Ốc bằng thao nha mọi người. Đó. Đây tay quay bị muối ăn tí. Đó. Đây cước ok, con lan bằng sứ. Đó, đây. Hàng này hàng nội địa Nhật nha mọi người. Đó, tem còn đầy đủ. Đây máy chạy 4 mặt đạn. Đó. Đá cây dừng, đá cây dừng. Đó, hoạt động nào không? Chân tru. Dòng này anh em nào đánh lục cũng ok, đánh cha cũng ok. Mô bên sống. Đó, đánh lục ok, đánh cha ok, đánh chép, đánh mè. Nói chung là dòng này câu đủ thể loại. Đó, Shimano Beamaster, ngoại hình xuất sắc theo thời gian. Đó, giá này 1 triệu tư nha mọi người, 1 triệu tư cộng ship. Nói chung thì máy vẫn còn trên 85%. Dòng máy này á, máy xe nhỏ á, nó đã rất là mắc tiền rồi. Xe 8.000 á, giá 1 triệu tư rất là giá, một cái giá rất là hợp lý cho anh em câu. Anh em đánh lục á, mới tập câu á, câu những dòng này à, cũng rất là êm, rất là phê. Xiết vô đây, xiết vô cứng luôn. Nó hoạt động nè, nó rất là mượt. Đó, ok.
giá công khai nha anh em 1,4 triệu. Đó là tất cả 9 con máy em lên cho anh em ngày hôm nay. Anh em nào cần liên hệ với em, em để số điện thoại trên đầu bàn đầu đầu này. Anh em nào cần liên hệ với em sẽ để số điện thoại ở đầu này. Rồi, cảm ơn anh em nha.